Chào mừng các anh em đã quay trở lại với video hôm nay. Để chào mừng bộ mặt mới của X-Studio, đội ngũ phát triển kênh sẽ gửi tặng tới các anh em một số món quà hấp dẫn là mã giảm giá trực tiếp sản phẩm hot đang có mặt trên nhà kho X, giảm tới hàng triệu đồng. Máy tính siêu nhỏ gọn mini PC chơi game ngon tích hợp bàn phím của HP giá chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng đúng sự kiện sẽ chúc anh em vui vẻ. Bây giờ sẽ là các thông tin mới nhất đã xuất hiện trong ngày hôm nay. Chào mừng các anh em đã quay trở lại. Như đã biết thì cái tên Nokia đã chính thức biến mất khỏi bản đồ di động và trở thành một phần lịch sử của làng di động thế giới. Thay vào đó, cái tên SMB sẽ thay thế Nokia để tiếp tục ra mắt điện thoại của họ trong thời gian tiếp theo. Không rõ hành động tàn nhẫn này của SMB có giúp họ làm nên cơm cháo gì không, nhưng được cái là những gì kế thừa về mặt tinh thần mà họ đã làm được với thương hiệu Nokia huyền thoại từ năm 2016 trở lại đây vẫn sẽ được tiếp tục. Cụ thể thì ngoài việc bỏ đi cái tên Nokia, SMB sẽ tiếp tục tung ra các phiên bản điện thoại cục gạch mang thương hiệu Nokia mà trong video này, chúng ta sẽ đến với một sản phẩm mới nhất vừa ra mắt của họ mang tên Nokia 224G, phiên bản 2024. Với chiếc điện thoại này thì anh em có thể tìm kiếm nó trên thị trường máy chính hãng với giá khoảng 800.000 đồng, không rẻ vì tầm này đã có smartphone để dùng rồi. Nhưng chúng ta cũng cần làm rõ là những con cục gạch như thế này thường có mục đích rất cụ thể khi ra mắt, tức nó hướng đến các khách hàng là các em học sinh, các cụ già vừa bị dọa cắt sóng 2G nên phải chuyển sang máy 4G để xài nhưng chưa biết xài điện thoại cảm ứng, thì con Nokia 224G này sẽ đáp ứng được nhu cầu đó. Được, có lẽ cái nhìn đầu tiên mà mình muốn đánh giá về con Nokia 220 phiên bản mới nhất này là nó thực sự tương đồng với các mẫu điện thoại cục gạch truyền thống được Nokia ở thời điểm cũ. Hay nói cách khác thì các đường nét thiết kế của con điện thoại này rất tương đồng với mẫu Nokia 225 cách đây đúng 10 năm. Trước đây thì điện thoại Nokia cục gạch giai đoạn 2013 đến 2015 được sản xuất bởi Microsoft và mẫu Nokia 225 đã bán rất chạy nhờ thiết kế đẹp, giá rẻ, độ trâu bò và tính năng đủ tốt. Thì đến bây giờ, khi SMB sản xuất điện thoại Nokia cục gạch cũng đã tạo ra dòng 220 series hứa hẹn mang đến những giá trị tương tự và thêm vào kết nối 4G cho hợp thời. Bên cạnh đó thì đây cũng là các mẫu điện thoại cục gạch được cập nhật cáp kết nối USB-C để anh em xài chung sạc với điện thoại Android hoặc thậm chí là iPhone 15, iPhone 16 cho sang chảnh cũng được. Chất lượng thiết kế của con máy này nhìn chung có thể hiểu là không hẳn nồi đồng cối đá, nhưng được cái là dù có đập vỡ nó đến mức lòi cả ruột hay pin máy thì vẫn có thể lắp lại và gọi điện bình thường vì máy sử dụng thiết kế mở, cho phép thay thế pin và khe SIM lẫn thẻ nhớ cũng nằm bên cạnh máy, được để lộ ra khi tháo nắp pin. Vì là phiên bản rẻ nhất trong dòng 200 series nên chiếc Nokia 220 sẽ không có camera đằng sau mà chỉ là một đèn flash cho các anh em đi soi ếch đêm mà thôi. Mặt trước của máy thì như mọi khi, sẽ là một phần bàn phím với các nút bấm lớn, dễ bấm, giúp các cụ già bấm nghe gọi thoải mái cùng phần màn hình có kích thước 2,8 inch ở bên trên. Nói chung, chất lượng thiết kế của máy ở mức trung bình ở thời điểm hiện nay. Không có quá nhiều điều để nói, điểm tốt sẽ nằm ở phần bàn phím thần thánh đã đi cùng điện thoại Nokia hàng chục năm nhưng vẫn chưa thoát lên được. Tiếp đến sẽ là phần nghe nhìn của chiếc điện thoại này. Như anh em thấy thì với tư cách là một con máy cục gạch, sẽ không có gì nhiều để nói về chất lượng của nó ở thời điểm bây giờ. Đơn giản là không thể nào mà chống cháy hơn được nữa. Chiếc 224G này được trang bị màn hình LCD với độ phân giải chỉ đạt chuẩn 240.320 pixel cùng phần loa lớn đặt ở dưới lưng máy cho âm lượng lớn. Và anh em hoàn toàn có thể nghe gọi như loa phường với con điện thoại này. Bên cạnh đó, một điểm hay ho trên các cục gạch Nokia là anh em có thể nghe được đài FM mà không cần kết nối qua tai nghe nên các cụ già hoặc các bác xe ôm chạy Grab có thể tận dụng con máy này để nghe FM radio 91MHz để biết chỗ nào đang tắc chỗ nào đang vắng mà phi xe vào nghỉ ngơi là một nháy tàu nhanh cũng được. Về tính năng và thời lượng sử dụng, khác với các mẫu điện thoại Nokia cục gạch trước đây sử dụng nền tảng Series 30 làm nhân hệ thống thì với dòng điện thoại 2024 này, SMD đã sử dụng nền tảng mới mang tên Marker ATOS với điểm nhấn chính là hỗ trợ công nghệ đám mây giúp các thiết bị Nokia cục gạch có khả năng truy cập YouTube, Shorts, TikTok, Google và các ứng dụng web hiện đại theo thời gian thực. Đây chắc chắn là điểm mạnh nhất nhờ kết nối 4G mà chiếc Nokia 224G này có được. Bên cạnh đó thì bộ phần mềm bên trong máy cũng chứa khá nhiều ứng dụng, trò chơi mà anh em có thể thử, bao gồm cả trò chơi rắn săn mồi huyền thoại. Nhưng đáng buồn là chất lượng các trò chơi Java này kém xa so với thời kỳ đỉnh cao của Nokia Series 40 trước đây. Và cái nữa là nó cũng khá là hút máu vì anh em chỉ có thể chơi miễn phí vài lượt rồi sau đó bỏ tiền túi ra mua. Được cái là phần mềm máy hỗ trợ game Java nên anh em có thể tải lại các trò chơi Java huyền thoại cũ kiểu như Nông Trại, Mobiami chẳng hạn. Thời lượng pin trên máy được đánh giá ở mức tốt với dung lượng 1450mAh có thể giúp anh em trụ được cả tuần ở chế độ chờ hoặc 2 đến 3 ngày nghe gọi cơ bản. Được cái là nhờ quả pin dung lượng thấp nên khi anh em cắm sạc nhanh vào thì sẽ lên pin rất nhanh. Chỉ loanh quanh chục phút là đầy pin luôn rồi, còn khi sử dụng sạc theo máy thì hơi phèn một chút vì phải tới một tiếng mới đầy pin. Nói tóm lại, chiếc điện thoại cục gạch mới của SMD Global vẫn sẽ có một tập hợp khách hàng riêng của mình. Chiếc Nokia 224G này sẽ phù hợp nhiều hơn với các anh em chạy ô tô đường dài, các anh chị em thích dùng sim giác làm hotline hay đặc biệt là các cháu học sinh, các bậc phụ huynh cao tuổi mắt mờ tay chậm. Nói chung là vẫn sẽ bán được thôi. Cảm ơn các anh em đã theo dõi.
Hãy ấn like và chia sẻ để kênh tiếp tục ra mắt các đánh giá sản phẩm thú vị trong thời gian tới.